Ok, xin chào các bạn. Hôm nay bọn mình đang mình và Sơn. Yeah, Sơn xin đây. Chào các bạn. Và một người bạn nữa. Hôm nay sẽ chúng tôi sẽ đi đến Motor Show 2019 tại Tuần Châu. Hiện tại chúng tôi đang có mặt ở Long Biên, Hà Nội. Anh có thể nhìn thấy rất nhiều siêu xe Ducati ở đây. Xa kìa. Rất là nhiều. Ducati. Đang đi theo đoàn Ducati. Tắt tay nó hơi bị lộn xộn một tí. Ok, và bây giờ thì xe em chuẩn bị cất cánh rồi. Nhầm. Cất cánh. Bây giờ thì xe em chuẩn bị lăn bánh rồi, thì mọi người theo chân chúng mình nhá. Hơn trăm, gần trăm. Nhưng mà tốc độ nhanh nhất mà tôi đi trước đến giờ trên đường ô tô. Thật là tôi chưa bao giờ xe máy về nhà. Rất là nhiều xe. Còn rất là nhiều siêu xe nữa ở dưới kia. Thì anh em sẽ giới thiệu cho bạn sau. Bây giờ anh em tôi phải đi uống nước đã.